Xin chào quý vị và các bạn. Phản Ngựa Lớn Hoàng Anh Tín xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty chúng tôi đang tiến hành lắp đặt toàn bộ hệ thống nhôm kính cao cấp cho toàn bộ bề mặt của showroom của công ty chúng tôi. Đang tiến hành lắp đặt nhôm kính hệ cao cấp. Em chào anh Hùng Huy ạ. Hello Quân nha. Em chào anh Hoàng Everon ạ. Hôm nay công ty chúng em đang tiến hành lắp ráp nhôm kính cho toàn bộ showroom của công ty. Hệ nhôm kính cao cấp cho toàn bộ công ty. Đây là showroom 2 của công ty chúng em, có địa chỉ ở cầu Sông Tàu, xã Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Showroom 2 của công ty chúng em có diện tích lên tới 700 m². Showroom này có chức năng để trưng bày những cái sản phẩm đã hoàn thiện của công ty. Vâng, ở đây là nền gạch hoa 60x60, chống trơn chống trượt. Còn bên cạnh là được lát bê tông, được đánh bóng rất là đẹp để trưng bày những cái sản phẩm phản ngựa. Dọn Khánh. Em chào anh Dọn Khánh ạ. Em chào anh. Anh ơi, bên em đã thuê người làm rèm rồi anh ạ. Hôm nay tiếc nhỉ. Anh liên lạc bên em hơi muộn. Công ty em đã liên hệ với bên cửa hàng rèm để làm rồi ạ. Toàn bộ công ty được lắp nhôm kính cao cấp để chống bụi cho những cái sản phẩm của mình, những cái con cưng của mình. Đây là tấm đinh hương cực kỳ đẹp của công ty chúng em. Hello anh Nguyễn nha. Công ty đang liên kết với công ty nhôm kính của anh Nhữ Xuân Trúc để lát lại toàn bộ showroom, chuẩn bị khai trương rồi. Đây ạ, rất là dài. Giám đốc Trúc đang cho nhân viên làm rất là nhiệt tình, làm không mệt mỏi, không nghỉ mấy ngày hôm nay rồi, mất ăn mất ngủ. Em chào chị Thảo Phạm ạ. Giám đốc Trúc uống ít thôi để ngắm cho thẳng. Chưa, anh ấy uống thì uống nhưng mà ngắm vẫn thẳng. Phải điều hành anh em trong công ty lắp ráp cho nó đẹp. Em chào anh Phan Quỳnh ạ. Chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Còn phía xa là phòng làm việc của giám đốc, trợ lý.
Anh ấy đang lắp lại cái khóa để trao trả chìa khóa cho chủ nhân, giám đốc của công ty. Em chào anh Việt Nguyễn ạ. Đúng rồi, giám đốc nhiều xuân chúc mất ăn mất ngủ vì cái công trình này làm rất là tỉ mỉ và cẩn thận. Chúc công ty làm ăn hồng phát nha anh. Dạ vâng, em cảm ơn chị Thảo Phạm ạ. Em chúc chị và gia đình buổi sáng vui vẻ chị nhé. Anh em đang rất là nhiệt tình, hăng say. Đây là giám đốc cũng như là phòng làm việc của giám đốc. Rất là sạch sẽ, điều hòa rất là mát. Hello Nguyễn Văn Thắng nha. Đây là xe sếp chở anh em đi ăn ghẹ. Showroom này rất là đầu tư kỹ lưỡng, kể cả về mặt hình ảnh, chất lượng cũng như là mức độ quy mô rất là lớn. Bơm căng cho giám đốc chúc là khỏe ngay. Chiều nào giám đốc chúc chả được công ty bơm căng. Công nhận là làm xong, lắp kính xong, xong rồi nhìn rất là đẹp, rất là hoành tráng. Chẳng khác gì thế giới di động hay là những cái siêu thị mà các bạn đi cả, Bixi. Cảnh hoa rất là đẹp. Sau đây em cũng xin giới thiệu luôn cái bộ đôi sản phẩm rất là đẹp của công ty chúng em vừa mới ra lò. Đây là tấm lim có chiều dài lên tới 4m13, chiều rộng có phần ngọn là 1m9 và chiều rộng có phần gốc là 2m03, có độ dày là 23cm. Tấm lim này thì vân rất là đẹp, những đường vân rất là sắc nét, giá cả rất là phải chăng. Mời anh em đến công ty để tham khảo sản phẩm, để chọn lựa cho mình những cái sản phẩm tốt nhất. Đây cũng là một siêu phẩm của công ty nữa, cũng là bộ phản ngựa liêm. Có chiều dài là 3m97, chiều rộng có phần ngọn là 1m81, có chiều rộng của phần gốc lên tới 1m89, độ dày là 23cm. Đây ạ. Vân rất là đẹp. Em chào anh Bình Khanh ạ. Chúc anh và gia đình buổi sáng vui vẻ anh nhé. Đây là tấm đinh hương liền khối. Tấm này thì rất là xuất sắc rồi, cực kỳ xuất sắc, rất là đẹp. Mời quý anh chị và các bạn đến showroom của chúng tôi để được trải nghiệm những cái sản phẩm đẹp nhất, tốt nhất. Còn rất nhiều những cái sản phẩm khác ở cơ sở 1 đang hấp sấy để phục vụ các quý anh chị và các bạn. Diện tích của showroom này rất là lớn, lên tới 700m2. Có thể bày được khoảng 50 tới 100 bộ sản phẩm. Xa xa là giám đốc Trúc. Anh rất là nhiệt tình, rất là năng nổ, chỉ đạo anh em hoàn thành sớm để showroom sớm đưa vào hoạt động. Chào anh Ninh Văn Thuận ạ, chúc anh và gia đình buổi sáng vui vẻ anh nhé. Đây giám đốc Trúc, anh Nguyện có đôi lời nhắn gửi tới giám đốc Trúc không? Anh Nguyện bảo là phải bơm căng, giám đốc Trúc ngắm mới thẳng kìa kìa. Anh Trúc thì rất là vui vẻ. Anh ấy mới có hơn 30 tuổi thôi nhưng mà đã thành lập công ty riêng cho riêng mình.
có công nhân lên tới mười mấy người, rất là trẻ, rất là tài năng. Nếu quý vị và các bạn muốn làm nhôm kính hệ cao cấp thì hãy liên lạc với giám đốc Trúc nhé. Hãy để lại comment để mình có thể gửi địa chỉ cũng như số điện thoại của anh ấy cho các bạn. Đang ngồi làm văn phòng mày chui vào đó ngồi nói phét à mình? Thì tao đang làm văn phòng đấy thầy. Ra quay cái showroom cho anh em thấy không có lại tưởng mình nói phét nữa. Thì đang làm việc bên trong mà. Quay cho anh em thấy công ty sắp hoàn thành rồi. Cái showroom này cực kỳ đẹp. Toàn bộ phía trước cũng như là bên hông đều lắp nhôm kính hệ cao cấp cả. Đây. Showroom đang trong quá trình hoàn thiện nên là bày rất là ít những cái sản phẩm. Đây chỉ là một trong số 100 những sản phẩm của công ty chúng tôi. Ha, chuyển nghề streamer à? Live streamer. Cả đây là nem chua này. Anh em mà nghỉ giải lao qua đây làm một cốc nước ăn vài cái nem thì hết sảy con nhà bà Bảy luôn. Đây ạ, nem chua Ba Hải cực kỳ ngon, cực kỳ nổi tiếng. Với chị Thương rất là xinh gái. Đây ạ, đây là biển hiệu của công ty ạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tiến, chuyên sản xuất phản ngựa lớn, có cơ sở là đường tránh cầu sông Tàu. Tổng diện tích của công ty lên tới 5.000 m2 nhưng mà đã cho thuê bớt đi rồi. Kia là chị Thương rất là xinh gái này, chị chủ quán rất là xinh gái. Anh em đang rất là cẩn mẫn tỉ mỉ, rất là khẩn trương gấp gáp để hoàn thành xong cái showroom này. Đây là anh Hiếu. Hello anh. Đây là phòng làm việc của tôi này Nam ơi. À, nhân đây mình cũng xin thông báo tuyển dụng luôn nhá. Công ty đang tuyển dụng một bạn nữ tuổi đời từ 18 đến 25. Yêu cầu nhiệt tình. Rồi nội dung công việc là biết lắng nghe khách hàng, tư vấn cho khách hàng về những cái sản phẩm của công ty. Công việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Mức lương là sẽ là từ 6 triệu khởi điểm nhé. Lương thử việc cũng là 6 triệu. Lương chính là 6 triệu cộng với doanh thu. Bạn làm tốt thì sẽ được lương cao, hưởng hoa hồng thêm. Nếu mà muốn làm việc với công ty chúng tôi thì cứ trực tiếp inbox cho tôi nhé. Thôi bằng ơi đừng nói phét nữa. Đây là em Hồng này, hàng xóm của công ty chúng tôi. Quay em ơi, chào chất đi. Đây là nhân viên nữ của công ty này. Bên cạnh phòng làm việc có cái quán nước rất là mát, rất là cái rất là xinh để anh em ngắm. Muốn gì em ơi? Em Hồng rất là xinh gái, vợ có bản chất. Còn đây là chị Thương,
chủ con rất là xinh gái, công ty toàn những người xinh gái thôi. Vâng, em xin kết thúc buổi livestream tại đây. Chúc quý vị và các bạn buổi sáng vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.